Góc nhìn rối quá. Rồi, trước đã. Rồi, tao hy sinh cho mày đó nha. Tao hy sinh cho mày đó, Bami. Mày thấy chưa? Mày thấy con cốt chưa? Tao mới hy sinh mà. Mày đi rồi. Rồi, ok, bây giờ mình với Bami sẽ quay trở lại với cái game. Lộn, bắt đầu với cái game này. Game gì con mới nói quên gì. Con with me đúng không? Con with me. Mày đâu vậy ba? Mày đi qua bên... Mày đi kiếm đường đi chứ, mày đi đâu vậy? Ta đang coi có lụm lạc gì được gì không ba? Đó, đi vô... Đó, 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 đúng rồi, nhảy lên, đúng rồi. Đó, đi vô trong đi. Sao? Hello? Cái chỗ này là của mình là phải cần có hai người nè. Chỗ này phải có hai người, một tròn, một hình chữ nhật mới vô được nè. Đấy, là phải đứng lên trên này. À, đó, là phải là phải cả hai người mới mở được. Ủa nghe mà là con bích mi là chơi kiểu gì? Không mà được. Ủa? Có cái screen nữa hả? Có. Hello bạn. Tôi không, không phải cao đâu, không phải cao, không phải cao. Cái đó là ai đó? Hình như là cọc bạn cọc là cọc không? Cọc trưởng á. Cọc trưởng của cọc tao ấy. Ơ lộn, cọc trưởng của tao á. À mà phải hai người mới mở cửa được bạn ơi, phụ tôi các bạn ơi. Từ từ. Mày à, mày để ý cái góc mà bắt trời đất ơi nó đá kìa. Về tao mét má tao đó, mét má tao đó. Thôi, mày đang ở trong cái bộ cọc của hình chữ nhật thì mày sợ mày lo lắng gì nữa, khổ thật chứ. Ok. Ô, ghê vậy, ngon vậy, đâu ra cái sương mù làm che mắt. Nó hồi bước lên cao, trên ngọn núi lửa đó kìa. Nếu cậu muốn cái cổng này mở ra thì hãy nhanh chân lên. Đó 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 đó, cao đó, cao đó, thấy không? Thấy cao chưa? Chưa luôn, chưa thấy mày luôn. Ơ kìa, cái thằng nào mà màu tím mà mờ ảo ảo là cao đấy. Ồ. Rồi đứng vô đi, đứng vô đi. Nhảy, nhảy lên nó đi rồi con xuống, nhảy lên nó đi rồi con xuống. Ừ, đứng rồi, nó đi. Nó tao đang tao đang đi tới nè, mày thấy cao không? Nhấn ship đi nhanh tốc độ. Làm gì có nhấn ship con điên. Đó tao đang tới đó thấy không? Thấy cao tới không? Nhấn bằng niềm tin đi. Thì đây nè, tao đang tới nè. Đó rồi đi ra. Rồi đi. À này giống Bobby. Có nghĩa là hiện tại á là mày đang đi lạc vô cái bộ cọc của tao. Ấy nên là bị người trong cọc tao hành hạ. Tao thấy tiếc thương nên là tao đi cứu mày ra. Dữ quá. Mày không có bơi được, mày lùng kịch rập ba. Ôi. Mày coi coi nè. Trời đâu ra vậy mẹ. Cái đường á. Cao xuống. Gì đúng không? Đó. Đó cái thứ ngựa bà ấy chứ. Nhẹ cân mà đứng ở đòi đứng ở bển. Kinh thiệt chứ. Ồ, phải đi lượm đúng ba mảnh vỡ của cái đó kìa. Ok. Game này game con with me nha anh em. Nhớ nha Mami, con with me có nghĩa là đi với tao, có nghĩa là mày đi lạc tới cái chỗ đó thì bây giờ mày phải đi với tao, tao sẽ hỗ trợ mày thoát về nhà. Thấy câu cốt không? Ok bạn. Dẫn về nhà đi, có gì về nhà tôi vợ cho ăn hủ tiếu. Nữa. Ok bạn, ok luôn. Ngày mai mà cứ đứng đợi mà không thấy rủ đi chết với tao. Có công chuyện tao phải không? Ừ, có công chuyện, có cái cục gì luôn á chứ. Ê, tính là tao chưa mua áo luôn má, mai đèn hủ tiếu rồi đi mua áo. Ủa khoan, đi bên nào? À, lên nào, lên, nhảy lên người tao, nhảy lên người tao. Tao mới lụm được. Ok, ngon. Hi. Ơ kìa, sao con lên không được mà mày... Lên mày. Ok, rồi. Khoan, phải có một thằng nhảy lên thôi, một thằng nhảy lên, mày đứng lên, mày nhảy lên đi, chứ mày đòi lên chứ, tao đi lấy được rồi. Rồi mày lên đi. Ở khoan rồi cơ. Rồi mày ra đi, rồi. Đấy, rồi, lên. Ok, rồi nhảy lên người. Trời đất, mẹ con ngại. Sorry, cả con đang nhìn cái màn hình của mày. Ê, Bobby, bên này chưa. Đấy, ok, cậu mới lấy được hai mảnh rồi nè, còn hai mảnh nữa. Rồi mày lên trước đi. Lên đi. Nhảy lên. Rồi lên đi. Mày lên rồi con điên. Trời ơi. Ở bên kia có một mảnh kìa mà sao không ai lấy vậy? Rồi bật tao lên. Rồi lên đi. Lên. Tao lùng lắm ba. Đó, rồi lên. Thứ gì vậy? Nhảy lên đầu tao nhanh, nhảy lên đầu tao. Nhảy lên. Nhảy lên đầu mày rồi. Có nhảy đâu. Tao nhảy lên đầu mày rồi mà. Có đâu, bây giờ mới nhảy nè. Rồi, qua bên kia đi. Nhảy lên, đúng rồi. Hey. Ủa gì kỳ vậy?
Lên đây. Ồ. Cái đứa cao mà chân ngắn. Ồ, rồi đi đâu nữa ba? Nhé, đi xuống đây đúng không? Ui, hết hồn. Cái này, cái góc nhìn của này khó nhìn quá cả. À, cái này có gì cho nhìn chuột dễ hơn hả? Rồi, xong rồi, bây giờ rớt xuống đây luôn rồi. Thiệt tình đó chứ. Xin vĩnh biệt cụ lên được mà, chân dài. Ê, chân té thôi, chân té thôi. Ủa vậy là bây giờ mình đi qua đâu? À, bên này nè Bobby, bên này nè Bobby. Qua đây. Lên đầu con, lên đầu. Nhảy lên đầu. Ừ. Rồi. Nhảy qua con điên. Nhảy qua. Rồi xuống. Trời đất ơi. Khổ thật chứ. Rồi. Ê, lụm chìa khóa. Ừ, mày lụm đi. Rồi, ok, có chìa khóa nha. Ủa, rồi mày lẫm đâu vậy? Ở trên đây nè. Trên đây là đâu? Trên cục đá nè. Ủa? Rồi, vậy đi. Đây, Bobby, chìa khóa bên này. Đợi xíu. Nhảy qua đây. Ừ, đúng rồi. Rồi, đi, qua đây. Bên này. Cái góc nhìn này hơi khó nhìn ha. Ừ, khó điều khiển quá. Nãy, ở phía trên kia có thêm một mảnh nữa kìa. Ở sau lưng mình có một mảnh đó mà nãy mình bỏ sót một mảnh rồi. Tụi tôi đang đi hỗ trợ nhau để thoát ra khỏi cái vương quốc Tà La Tì Lươn này anh em. Ê mày, đây là vương quốc của tao nha ba. Ai biểu người mày ác quá anh chi tao mới kêu tao. Ủa tao trong đống người đi, ác có câu tốt mà. Ơ kìa. Đứng vô đi. Ừ. Đứng vô đi. Mày bấm space đi con điên, mày bấm space đi. Đây. Ơ kìa. Sao nó lụm rồi? Ờ, vui ghê như thế. Rồi. Chuyển kênh. Ủa sao treo máy rồi ba? Sao treo bạc rồi? Ok, rồi hết treo rồi. Ba. Đi. Rồi. Ủa? Giờ lobby hỗ trợ nè, go qua kia đi bạn. Rồi, ok, rồi. Rồi mở luôn, mở tiếp luôn. Cái bên mày luôn á. Đó. Ê, ăn cái miếng kia. Cái con điên. À, ăn cái mảnh vỡ, ăn cái mảnh kịp ba. Mảnh đâu? Rồi xuống đi. Đó, rồi ăn đi. Đó, đi thẳng vô. Không. Mày đó dưới chân kì con điên. Rồi đi lên đi. Khổ thật chứ. Hồi nãy không có thấy cái mảnh đó đang đi vô mở chìa khóa. Rồi nhảy lên đi. Rồi hỗ trợ cao lên nữa. Rồi, lên vô. Rồi. Thôi chết rồi Bobby ơi. Mày phải đi mở cửa cho tao chứ bây giờ coi bên này coi đâu có thấy đường đâu đi. Không có được. Bên này của tao nó không có thấy đường. Trời ơi, tao lụm chìa khóa thì bắt tao chạy qua mở cửa giùm. Trời ơi. Ủa sao ta? Khoan. Bây giờ chỗ này mình đi như thế nào ta? Cho mấy chìa khóa nè. Ờ đúng rồi, nhiều khi tao cầm tao phải cầm chìa khóa sao đúng không? Bây giờ làm sao đưa mày chìa khóa? Rồi giờ kẹt luôn rồi sao đưa chìa khóa được con đi. À đi nè. À đổi chìa khóa bên này đi xét vô đúng rồi. Đấy, nó phải như thế. Rồi, đấy, cho bạn chìa khóa đó bạn ơi. Rồi, tới lượt tao. Rồi, cho mình lên đi. Rồi, lên. Rồi, đúng rồi, tới lượt tao, lên luôn. Cái gì vậy ba? Mày ngựa nữa. Mở cửa không chưa? Âm binh thiệt chứ. Rồi ok. Phải âm binh mới vừa lại mày. Rồi. Đứng lên mày. Kẹt. Ủa là sao? Lên được rồi. Đúng không? Đúng rồi. Ủa khoan đúng đường không vậy? Đúng rồi. Đâu có đúng đâu. Không có đúng. À mày bấm đi coi đi lên. Ấy đúng rồi. Cái gì vậy chưa mà? Tự đưa lên tới nơi hiển xuống rồi ba. Ủa? Khoan nha. Tao đang rối một chút là coi chưa có thấy đường. Bạn ơi, bấm nút enter expect tôi lên đầu bạn. Khoan. Nhưng mà bây giờ bấm ở đâu tao đâu có biết đâu. Rồi how to bấm? Bấm ở đâu? Mày đứng lên đó đây coi chưa có thấy đường. Đứng lên. Ủa?
gì ba? Mày bị điên rồi, mày phải là người bấm, sau đó tao tìm được cái nút bấm được, tao mới tới mày được. Đúng không? Đâu rồi, nãy giờ tao thấy mày lên mày xuống mày chưa kiếm được nút bấm luôn. Ừ thì bây giờ tao đang đi tìm nút bấm, có chưa có tìm được nút bấm mà. Lên. Ủa. Rồi lên đây làm gì nữa ba? Ngó xung quanh coi có cái nút bấm nào không? Có cách nào để con có thể nhìn được xung quanh không, chứ giờ nãy giờ là con không nhìn được xung quanh luôn á. Game kỳ cục. Ôi ngủ mà. Ủa giờ đi hướng nào ta? Đi hướng nào Bao Huy, đi hướng nào? Trời đất ơi, bên nhà. À ra xuống ra thấy đường rồi. Ủa đúng không? Thấy chưa? Ủa chưa mà, chưa phải. Ủa không phải chỗ này. Chui vô lỗ hả? Ừ, con chui vô rồi mà con không thấy. Okay, bấm enter gì đó kìa. Rồi mày bấm lại cái nữa đi, bấm lại cái nữa. Con đang coi thử coi dưới này nó có cái gì nữa không? Không có, dưới này nó không có. Ủa đi hướng nào ta? Ga, người ta kêu mày là kia, đừng nói chuyện mày tao nữa kìa. Nói cậu tớ đi. Thôi cậu tớ nghe nó kỳ quá. Ừ, nghe mắc địch lắm. Bấm tiếp đi mẹ. Cậu tớ là phải nói theo giọng của Nobita với Doraemon nha. Bấm. Ê, khoan, tao thấy, hình như tao thấy rồi đúng không? Khoan. Không. Mày đi ra đằng sau giùm tao cái, đi ra đằng sau. Đi ra đằng sau. Không, khỏi giùm, cứ đi, khỏi đẩy, đi thẳng, đi lùi về, đúng rồi, đi lùi về. Đó. À không, ở dưới đó không phải. Ở dưới là mở hồi nãy đi lên mà. Chà, vậy thì... Có cái cổng gì nè, cho đồ gì bên đây nè. Ê, đẩy con đi tí đi ba, cho cậu đứng ở đây luôn hả ba? Ở đâu nga con... Lên nóc con điên, lên nóc. À rồi, thấy rồi, lên nóc. Ok. Cái nóc nãy giờ tao không có thấy, khổ thiệt chứ. Đó rồi, đi xuống lại nè. Rồi ok rồi, lên đi, mày nhảy á. Tới mày nhảy á. Đúng rồi. Sau lưng quay. Rồi chuẩn bị nha. Lũ rồi lên. Ok. Rồi, đợi xíu rồi, đừng nhảy vô đó. Cái gì vậy ba? Cái gì mà rối não vậy? Ừ đó, đúng rồi đó. Trời ok. Ơi. Rồi vô nè, bấm nè. Tốc khổ thật. Lưỡng long nhất thể. Ấy ngon ngay. Vô. Cho em xin in tư của anh. Anh tư của anh là Vami đấy. In tư. Không, anh em ta gọi là in bốn mà. In bốn nữa chứ. Rối nha. Xin in bốn của anh. Lên đầu cao Vami, lên đầu. Rồi nhảy lên. Đó, đúng rồi, ừ, thấy chưa? Hơi kỳ nha. Góc nhìn hơi lú xíu nha. Ủa khoan, à mày nhảy đi. Ừ gì má? Ủa cái gì vậy con điên? Ờ ta chưa lên luôn á. Phối hợp không có nhịp nhàng gì hết trơn á, khổ thật chứ. Lên. Lên rồi. Lên chưa, lên đi. Lên. Rồi phối hợp nhịp nhàng nha. Từ nha. Rồi lên. Rồi lên. Rồi lên. Qua. Từ, hết thấy đường rồi, từ, khoan. Quay góc nhìn đã, trời ơi góc nhìn. Anh nghe mày cái góc nhìn nó hơi lú nè mà. Rồi mày lên chưa? Rồi lên đi má. Rồi đó, bây giờ. Ủa? Vậy thôi bấm chứ. À, hiểu rồi. Rồi có lượt mày. Rồi có lượt mày bấm cho con lên á. Rồi, ê cái gì vậy? Bấm bí cơ. Chưa. Con điên kẹt tao rồi. Mày bỏ cái đứa mày gạt coi. Rồi mày bấm đi. Hai. Nhanh lên, chết tao bây giờ. Còn điên. Rồi, chưa, tao chưa có leo lên. Mày cho tao leo lên cái. Bấm nút đi. Ừ, cho nó xuống đã. Từ nha. Rồi, đừng có đứng yên ở chợ đi. Trời đất ơi, cũng như không có khác cái gì đâu. Lên. Rồi lên rồi. Rồi đi, cho cao lên đi. Lên. Khổ thật. Rồi qua đi. Rồi. Ủa, à khoan, đợi xíu. Ủa rồi, chuyện, à cái này là chuyện. Rồi. Ủa cái này lên được. Rồi, không. Mày nhảy lên đó, đúng rồi. Rồi, đứng yên nha, đứng yên đó.
Rồi, ok, rồi, rồi, khoan nha, đợi xíu nha. Đi sát lại, đi sát lại. Đi sát lại, không, không, đi sát lại chút xíu. Tao bấm, tao bấm cái là mày nhảy liền nha. Rồi, nhảy qua. Lên, lên, lên. Đúng rồi, good job. Đâu tới 4-5 cờ lê lận em ơi. Chứ không phải 3 cờ lê đâu. 4-5 cờ lê lận. Ấy, sao phải như thế. À, hay chưa. Tìm được dấu ấn rồi. Đó, người tôi sáng chân luôn anh em à. Rồi xong rồi nó nhốt tôi xuống cái lỗ luôn. Đâu, tao cũng nhảy xuống mà ba. Ấy hình như là xong được cái chapter 1, xong được cái level 1 hay sao ấy. À, vậy tính ra game này cũng ngắn ha. Không phải đâu, gần coi vô được xong một cái á ba. Đâu, tao thấy có năm, tao thấy có năm cái chapter này, 6 chapter này chứ mấy. Game dễ mà. Lên 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 lên, mày lùn lắm Bobby. Mày lùn lắm. Má tao đi chiếu đèn cho mày luôn á, mày đi cho cố vô. Ủa ok. Rồi đi. Mày tao đứng luôn được không? Khỏi, bớt rảnh đi. Rồi lên nè, lên hướng nào? Lên hướng này nè đúng không? Ờ đúng rồi, đúng rồi, nhảy. Đi qua bên này rồi, qua bên này được không? Không được rồi, không được, không được. Lên lên lên, lên đầu cao, lên đầu cao, lên đầu, lên đầu, lên đầu, lên đầu. Rồi, nhảy qua, nhảy qua. Ấy, đúng rồi, đi thẳng vô coi thử ở trong đó có gì không? Chứ bây giờ con không có đi được. Cái này là coi như là con bí rồi. Này thì chê tao lùng nữa đi. Thì lùng nó cũng có cái giá của lùng mà, khổ thiệt chứ. Đấy, lùm được một mảnh ghép. Mê cúng hả? Trong này là cái mê cúng hả? Dạ. Đó, 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 đúng rồi đó, đúng rồi đó, nhảy lên. Đấy. Rồi có khác cái gì đâu trời. Rồi nó có tác dụng gì trong cuộc tình này ta? Ủa rồi, ở kia. Mày lên luôn. Tao đâu có lên được. Được mày, trong đây tới 2 người lận. Ủa khoan, con lên bằng kiểu gì? Bây giờ con qua, con qua đó bằng kiểu gì? Con đâu có qua được đâu. Mày nhảy lên cái lận vô rồi, chứ mắc gì leo cực mày. Không, không nhảy, nhảy nó không có lên. Nè, ra đây mày coi, ra đây mày coi đi. Tao nhảy nó không có lên. Ra đây mà coi con gì nó ngoài hang đó. Nó đang muốn chui vô này. Đó là con kia, kia, con kia. Rồi rớt xuống đi, rớt xuống đi, rớt xuống đi, rớt xuống. Nè, nè mày coi nè. Nè, thấy không? Tao có đường nào để lên đâu. Có cái cục nè. À, nhảy lên cục nãy hả? Cái trụ. Đâu, à, đứng yên, đứng yên, đứng yên. Tao nhảy lên đầu mày. Ừ. Rồi sao mà tao sao tao lên. Ủa? Đây mày ơi. Đây mày ơi. Tao lùng với tao nhảy cao đó mày ơi. Cái con đi. Sợ thật sự. Vô cho mày. Tôi nhảy thấy bà đó, vô nó qua, nó qua cái mộ. Đi hướng nào quên rồi. Anh chưa chết em ơi. Ôi giời anh còn 6 mét. Ủa khoan, đi hướng nào Bobby ơi, mày chỉ được đâu, cái con đâu biết đường đi đâu. À rồi đây. Rồi, con lên rồi nè, rồi sao nữa? Nhảy lên. Nhảy lên kiểu gì? Trời ơi, nhảy lên bức tường kế bên. Rồi mày, rồi đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu, đợi xíu. Rồi mày lên đi, mày lên đi, mày lên đi. Mày bỏ cái vô đó đi, mày lên. Rồi. Rồi, đi qua. Ấy, vậy thôi. Đơn giản. À. Đẩy vô đúng không? Đẩy vô đúng không? Lên lên đi đứng rồi làm gì làm mày ơi. Không, đẩy vô nè, đẩy đẩy cái cục này vô nè. Đúng không? Con đang thấy đẩy cái cục này vô nè. Đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, Bobby ơi. Đẩy vô, đẩy vô, đẩy vô, đẩy vô. Đấy. Rồi, kẹt luôn cho ngu luôn. Kẹt luôn rồi. Bobby, đẩy, 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 đẩy cục của tao cái. Đẩy, 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 đẩy cục bên cao cái. Đẩy cục bên cao, đẩy cục bên cao, đẩy cục bên cao. Đó, vậy đi. Kẹt rồi. Mày kẹt chóng hả? Ừ, kẹt rồi. Con điên sao đẩy được má, hết đẩy được rồi. Rồi giờ sao, sao, à rồi ok được rồi. Ừ vậy đi, lũ đạn nó chơi ngu hoài luôn. Rồi có được mày á, mày đứng bên kia đi. Rồi. Góc nhìn rối quá. Rồi, rớt đá. Rồi, tao hy sinh cho mày đó nha. Tao hy sinh cho mày á, Bobby. Mày thấy chưa, mày thấy con cốt chưa? Tao mới hy sinh cho mày. Mày đi rồi. Đấy rồi, cái này hy sinh. Rồi, nhìn tay mày đâu để mày lật đá lên. Ủa, đạn. Ủa cánh ra Bobby hy sinh hả? Ai biết đâu. Ở kia. Thôi con đi trước nha. Này thì văn chương. À nãy giờ thu thập mấy cục tròn rồi, xong bây giờ nó lấy hết luôn.
Á, à, tức ghê. Tính gà ba mi nó tội nghiệp. À, sao mà tôi hy sinh luôn rồi chứ. Ủa mà khoan chưa, tao có thể hồi sinh mày lại được mà. Kìa. Thôi, người khác tộc mà anh giết tôi hy sinh chết cho anh rồi giờ anh hồi sinh được. Nhiều khi cái vòng tròn ở trên đầu mày hồi sinh tao được á. Thì đó, tao nói rồi mà. Để là coi anh em. Tôi hy sinh cho Kia rồi nha anh em. Return là quay về. À có khi nào là âm mưu chiếm đoạt để lấy được cái cục này xong giết Vami xong quay về không ta? Thì đó. Chưa mà, chưa có gì hết á, mày cứ từ từ. Nó làm giùm cho đất nước của nó, anh em giả bộ nó dụ tôi để nó lấy đủ cái đó xong rồi nó giết tôi á. Không lẽ cao ác như vậy trời. À bấm sao bay Vami, bấm sao bay. Ông ơi nghĩ chắc con không ác tới mức gì đâu. Chết rồi mà nó còn bắt sao bay nữa. Vami nhìn đồng đội hy sinh Vami kìa, Alakia kiểu cười. Đó thấy chưa? Giết mày xong cái trời quang mấy cảnh liền. Trời ơi ngon. Mày điên rồi return rồi kìa. Rồi xong lấy vòng tròn về luôn. Má thiếu ồn giống yêu gì đó. Rồi xong tôi chết luôn. Không, tôi nghĩ mày không chết đâu. Trời má đúng chất ra đi chân lạnh toát luôn á. Tự nhiên hy sinh cho nó trời. Trời ơi mọi người thấy chưa? Trời quang mang tạnh, ba mi nó mà chết cái là trời ơi win luôn. Cái con mít mi nè, như cái cốt truyện nó không có giống như cái miệng mày nói mày ơi. Cái gì vụ gì mà đi lạc đi liếc rồi hình đồ tào lao ba. Ủa chứ rõ ràng mày chết xong rồi thì trời quang mang tạnh đi. Trời đất mày không tin luôn á. Chết sầm lông dưới trời. Đúng là cái game sầm lông nách thiệt cái chứ. hai người khoan cười. Lúc đầu con cứ tưởng đâu á là một hình chữ nhật nó sẽ dẫn hình tròn về lại với gia tộc của nó, nhưng mà không ngờ nó đi hiến tế cái gì đó, cuối cùng là hình tròn nó đẩy tôi ra của kính hy sinh rồi, mà hình tròn nó đẩy tôi ra nó hy sinh ấy, cái cuối cùng là giờ quay mấy cảnh luôn mọi người. Ngon xin vĩnh biệt cù. Rồi xong một game. Vãi xoài để cho tôi uống tin luôn á.